Một chiếc xe rất là đẹp luôn. Một chiếc xe màu bạc, quá ông anh song sánh. Và con này thì chủ của chiếc xe là một thạc sĩ đến từ trường Bách Khoa Hà Nội. Vâng, em quên không nhớ là bác ấy là Bách Khoa gì. Đấy, đến gần cái là cửa tự động mở các bác nhá. Đề nổ từ xa thông minh luôn. Các bác nhìn này. Úi giời, em chấm nét cái cho người ta cùng xem bác ấy. Đây, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tí nữa là nhầm Bách Khoa. Đấy, Đại học Công nghiệp Hà Nội các bác nhá. Chủ cũ là thạc sĩ giảng viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Một chiếc xe đề nổ từ xa thông minh, rất là hiện đại. Em sẽ đề nổ cho các bác nhá. Đây là em đang không đứng ở xe đúng không? Vâng, đề nổ từ xa này. Không biết là có nổ hay không. Ôi giời, nổ ngay. Đấy nhá, máy nổ luôn. Còi kêu. Và lại tắt máy từ xa này. À quên, mình bấm nhầm. Một chiếc xe rất là đẹp luôn. Máy nổ cực êm. Đấy, tắt máy rồi đấy ạ. Máy nổ cực êm luôn. Đề nổ từ xa. Xe đẹp, hiện đại vô cùng. Và đây là một chiếc xe đến từ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, với bác giảng viên. Bác ấy sau một đêm đầu tư một số khoản, và bác ấy đã lên đời cho chiếc CEO. Bây giờ bác ấy để lại cho em Vũ Duy ô tô một chiếc Ford Laser 2003, chính chủ luôn đấy các bác nhá. Chính chủ biển Hà Nội 29T9369, và con này chưa ra khỏi tỉnh lần nào. Xe rất là đẹp luôn. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, một chiếc sedan phân khúc hạng C, dòng xe cao cấp. Và con này thì cũng đã đi được gần 20 năm rồi, nhưng mà chất xe thì nhìn vẫn tương đối là mới. Chiếc xe này thì em bán cái giá thì sẽ bí mật với các bác vào cuối video. Còn đây bây giờ em sẽ review quanh chiếc xe này thôi ạ. Một chiếc xe đã có màn hình, đề nổ thông minh, điều hòa mát lạnh, lót sàn 3M, chống ồn, chống cháy. Và đặc biệt là máy của xe thì chạy cực êm luôn. Được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên, có cam lùi cho các bác luôn, rất là yên tâm. Và dòng này thì các bác đi gia đình thì bàn lành khỏi là chê luôn. Đồ của nó thì thay thế rất dễ dàng. Kính điện lưng xuống, lưng hạ 4 cánh luôn. Đấy. Và với những ai mà chưa đi dòng xe của Ford ấy, thì các bác hãy nên đi dòng xe của Ford. Thì các bác sẽ biết rằng là Ford là một cái dòng xe mà nó rất là cứng. Ngồi như những chiếc xe này thì đi nó sướng vô cùng luôn. Vì là khung gầm bệ rất là chắc luôn. Tôn vỏ căng, dày. Và con này thì có khóa điện thông minh nhá. Các bác chỉ cần đi lại gần xe trong vòng khoảng 2 mét là xe sẽ tự động mở cửa. Còn các bác mà đi ra khỏi xe 2 mét là nó tự động đóng cửa luôn. Rất là an toàn với những cái bác mà đãng trí hay quên. Đấy. Đèn của chiếc xe thì đã được độ đèn xê lông rồi. Có đèn bi cầu này, rồi lại có cả đèn xê lông nữa. Nên là cái khả năng sáng của xe rất là tốt. Tuy nhiên là con này thì thiếu cái đèn gầm. Đấy. Cản trước xe thì đồng đều sạch sẽ, và nói chung là tỷ lệ sơn zin của con này thì nói thật các bác là bây giờ chỉ còn gọi là 0% thôi, vì đã được đồng sơn xì tốt hết rồi. Nhưng mà đúng thôi, lâu năm chủ cũ người ta đi chăm chút xe thì chắc chắn đã phải xì tô sơn lại để làm sao cho nó đẹp. Xe cứng cáp, bao cam kết cho bác là không có đâm đụng tai nạn ngập nước nhá. Đèn xê lông kết hợp với đèn bi cầu, khả năng tăng sáng rất tốt, khả năng đi đêm tuyệt vời. Tôn vỏ căng và xe thì không có lỗi lầm gì cả. Đấy, rất cứng xe luôn, sơn xi đồng đều. Và con này thì là màu bạc, nhưng mà nó màu bạc ánh xanh các bác nhá. Lốp của chiếc xe thì có 4 quả, thì nói chung là cũng tương đối theo thời gian thôi. Ví dụ như cái này là lốp Engine của Michelin, lốp 185-65R14 các bác ạ. Vành la răng 14 inch. Và lốp này là lốp 2018 nhá, lốp 2018 này. Và con này thì cũng phải nói là đi khá là nhiều ạ, không hề ít một chút nào, đi nhiều luôn. Đấy, đồng hồ công tơ mét của chiếc xe thì lăn bánh là 20 vạn, đương nhiên rồi. Gần 20 năm rồi thì chắc chắn là sẽ phải đi nhiều. Và chất xe thì cái dòng này thì đi bền lành khỏi nói luôn. Cua lốp này, đấy, các bác nhìn ạ, vâng. Sơn xi đồng cản tốt, đấy. Tôn vỏ căng, tappi sạch, kính điện điều chỉnh điện luôn nhá. Có gương cầu lồi, keo chỉ bền lành, đấy, các bác nhìn này, keo chỉ đây. Tappi này, và kính điện thì hoạt động hoàn toàn bình thường.
Em đang tắt khóa nhá, còn nó tí nữa mở khóa thì sẽ kiểm tra các cái chức năng kính điện sau. Lăn bánh 22,6 vạn, vô lăng 3 chấu, không có tích hợp túi khí. Còi to, vô lăng da khâu vẫn còn nguyên. Đấy. À, các bác nhìn các cái phần ví dụ như là tay nắm củ số hay là phần tay phanh của xe thì cũng ổn định thôi. Còn đâu thì ta sẽ cùng bật cái màn lên cái để cùng xem. Ái chà, đây các bác nhìn này, màn hình hiển thị rất là hiện đại nhá. Có kết hợp camera lùi cho các bác luôn. Đấy, rất tích hợp. Đấy, cam lùi thì mình sẽ phải gạt cái này ra. Ái chà, tí nữa em sẽ kiểm tra lại cái cam lùi này. Chưa thấy ấy, thì chắc chắn là phải có thôi. Có cam hành trình này. Đấy, xe của cán bộ giáo viên trường Đại học Công nghiệp. Đấy, sơn si Đồng Sơn Đào nhá các bác nhá. Đấy, Đồng Sơn Đào. Nói chung con này thì thích hợp với các bác dân văn phòng có điều kiện kinh tế vừa phải, mua những chiếc sedan giá rẻ đấy, chỉ hơn 100 đồng thôi nhưng các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe rất là đẹp, thương hiệu đến từ Mỹ, xe cứng cáp luôn, nội thất thì gần như là mới rồi. Cốp điện nữa các bác nhá, cốp điện hiện đại, và lúc nãy thì đúng là lâu lâu em quên cốp điện mở đây à. Cốp mở lên đấy, cốp điện nhá. Và các bác có thể để ý cho em là logo này của xe thì thiếu mỗi chữ L thôi. Còn đấy, bên này LXY này. Và đèn này. Đấy, đèn hậu này. Càng đét đẹp luôn. À, cản sau thì có cảm biến lùi. À, các bác nhìn nào. Và đèn đóm sạch sẽ đẹp luôn. Đấy, và cả camera lùi thì trôi hẳn hai cái nhá. Cái này thì sẽ tí kiểm tra lại cho các bác. Đấy, còn đâu là cabo thì các bác lắp cốp đằng sau đây. Đấy, các bác nhìn này. Sạch sẽ vô cùng. À, lắp cốp ấy ạ. Cứng cáp không lỗi lầm. Và phần khoang chứa đồ thì nó rất rộng luôn. Đấy. Kích sàn, kích lốp của xe thì còn nguyên. Đấy, và lốp sơ cua đây, các bác nhìn này. Đấy, lốp sơ cua đúng hãng nhá. Dán phim 3M hết cả sàn xe rồi. Đấy, và các bác đi yên tâm về cái độ chống ồn của xe. Đấy, cốp đóng mở rất là chắc. Đấy, tôn vỏ căng đét đẹp luôn. Đúng là một chiếc xe cứng luôn đấy ạ. Vâng, thương hiệu đến từ Mỹ và xe thì rất là cứng. Lốp bên này thì các bác có thể nhìn là lốp cũng dày tương đối thôi. Lốp 2016. Nhưng mà cái lốp này thì các bác đi thoải mái luôn. Vâng, bác nào mà đi nhiều thì các bác mới phải thay. Chứ còn như lốp này thì ok luôn. À, nội thất bên trong, cánh này. À, các bác nhìn nào. Vâng, cánh cửa này. À, nội thất đây. Cái con này thì là một mẫu sedan phân khúc hạng C rồi. Nên là cái không gian bên trong rất là rộng. C là đối với cái thời xưa nhá. Nhiều bác cứ bảo là B với C không rõ. Nhưng mà thưa các bác là nó tùy theo đánh giá về các cái option. Nhưng mà đời xưa thì cái con này chỉ thua mỗi ông Camry thôi. Ford Laser là một dòng xe cũng ngang ngang Atit rồi. Đấy. Các bác nhìn ạ. Vâng, tất cả các chi tiết này đấy, đã được làm lại, làm mới hết rồi. Về các bác chỉ việc đi, không phải làm gì. Rất là sạch sẽ, máy nổ còi kêu, bốn bánh quay đầu. Ra mở cái cốp, cái khoang động cơ lên đây. Nhưng mà không để nổ nhá, tí sẽ ấn để nổ sau. Vâng, con này thì được cái hiện đại là để nổ từ xa thông minh. Mở nắp cabo bên kia. Ở bên kia. Đấy, để nổ từ xa thông minh. Thế nên là em chỉ cần đứng ở đây em cũng để được chiếc xe này. Kéo. Ở phần dưới. Đấy, được rồi. Vâng. Đấy, con này thì sẽ mở đẩy khóa ở bên này nhá các bác nhá. Đây, từ từ đừng ấn lên. Bỏ tay nào. Rồi, kéo lên. À, cái này không nhanh vội được. À, các bác có thể nhìn khoang máy của xe thì hơi bụi bẩn một chút. Tuy nhiên là máy số thì chạy rất lành. Bây giờ thì em sẽ để nổ chiếc xe này cho các bác nhá. Ta cùng xem. Sướng nhất là cái loại tự động để nổ này. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Rất là ngon. Đè nổ từ xa thông minh, xe máy nổ quay kêu rất là êm luôn. Và con này thì nói chung là máy số thì khỏi chê. Dòng Ford Laser, một cái dòng xe rất là bền lành. Xe thì lại vớ được ngay bác chủ là thạc sĩ giảng viên khoa công nghệ ô tô tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ạ. Vâng, đây là bác ấy rất giữ gìn chăm chút xe luôn. Xe thì chả có chê cái gì, chỉ chê mỗi cái già lão theo năm tháng thôi.
Còn đương nhiên là không tránh khỏi những cái khiếm khuyết, ví dụ như học sinh mượn rồi lăng quay lơ quay lăng ấy, các bác nhá, các bác thông cảm nhá. Cái đấy thì cũng là bình thường thôi. Còn em sẽ mở lắp hơi thừa ra để chúng ta cùng kiểm tra hơi thừa. Đấy, các bác có thể nhìn thấy là phần dầu mỡ của xe thì rất là vàng và không hề có hơi, không hề có hơi, không hề có khói luôn. Đấy, xe rất là cứng nhá. Vâng, cái dòng này máy là ngon khỏi về chê luôn. Không thể chê được một chút nào với chiếc xe như thế này cả. Vâng, máy rất là êm. Con này thì lái dầu. Đấy, máy rất là êm. Ắc quy khỏe, chả chê rồi. Rồi, hạ hàng xuống. Sau đó thì ta sẽ cùng đánh võng ở ngoài đường đoạn nào nào. Đấy, mời đồng chí vào khoang lái. Vâng, trông thế này thôi nhưng mà thanh niên như em là chưa biết lái xe. Hôm nay anh tiện đi tập lái cho thành viên này luôn. Các bác thông cảm nhá, người buôn xe nhưng chưa biết lái xe. Giờ nhà em thì nói chung là cũng tuyển anh em vào để làm sao cho phát triển thêm cho mọi người. Đấy. Rồi, máy nổ quay kêu bốn bánh quay đều. Đấy, bây giờ thì đạp đạp côn đạp ga. Có với quá không? Kéo kéo xe lên. Kéo lui lên một tí, vừa thôi. Cao quá thì lại bảo kêu khó. Đấy. Cũng phải nắn chỉnh từng tí một các bác. Lái xe không hề đơn giản đâu các bác nhá. Nên là các bác nào có tính gọi là muốn lái xe thì cứ gặp em hướng dẫn tận tình chu đáo từ A đến Z. Rồi, mời đồng chí hạ phanh tay. Đóng cần số. Đấy, đạp ga. Nhả côn. Úi giời, đấy, đây gọi là thành phần lái xe theo kiểu là chế độ sport ấy, rẽ phải. Úi giời, đấy, may là cũng còn biết xi nhan sang phải các bác. Vâng, thanh niên mới tập lái, mặt rất là điển trai. Mà nhiều bác là nhìn quen nhá, đây là nhân vật rất là nổi tiếng trong làng showbiz Việt Nam. Nhiều bác cứ ngó ngơ cái là các bác biết ngay anh là ai. Đấy, úi giời, số má quỳnh luôn. Xe con này thì côn nhẹ số ngọt, máy nổ êm ngon đấy các bác nhá. Điều hòa mát lạnh luôn. Tất cả các chức năng bình thường. Nói chung là hoạt động thì không có gì phải chê cả. Chỉ có chê mỗi điều là con này nhiều bác bảo là thôi, for laser tôi không biết là gì. Các bác cứ tra mạng đi ạ. Vâng, dòng xe này dòng xe rất là bền lành và được rất nhiều người sử dụng luôn. Đấy, cua rất là nhẹ nhàng, trợ lái dầu đạp ga. Không nuột ra, rồi đấy, đấy. Thanh niên này mới tập lái, các bác thông cảm nhá. Vâng, cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.